Xin chào các bạn. Ở trong video này thì Phạm Thành Biên sẽ chia sẻ cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư 16 tư duy khác biệt của người giàu. Vâng, 16 tư duy khác biệt, vô cùng khác biệt. Có thể là nói là 16 tư duy, và bên cạnh đó có thể là những cái thói quen mà họ làm đi làm lại hàng ngày của người giàu. Vâng, việc của chúng ta là hãy học và làm theo những cái tư duy, những cái thói quen của người giàu, mô phỏng họ để chúng ta nhanh chóng trở thành những người thành công, nhanh thành công hơn. Vâng, trong 16 tư duy khác biệt này thì Phạm Thành Biên sẽ chia sẻ thành một chuỗi 4-5 video khác nhau. Mỗi một video thì tôi sẽ chia sẻ 1-2 hoặc 3 cái tư duy khác biệt để cho chúng ta cùng học hỏi và cùng mô phỏng, cùng học tập và làm theo. Được chưa? Cái tư duy thứ nhất, vâng, cái tư duy thứ nhất của người giàu đó là tư duy nghĩ dài. Tư duy nghĩ dài là một tư duy vô cùng quan trọng. Người giàu thì thường có tầm nhìn hơn một năm đến hàng một thập kỷ. Còn người rất nghèo thì họ tư duy, họ chỉ có gì tầm nhìn trong vòng ngày thôi, mục tiêu ngắn hạn trong ngày thôi. Còn người nghèo thì tư duy trong tuần, và còn người trung lưu thì tư duy theo tháng, và người giàu thì tư duy theo năm, còn người siêu giàu thì tư duy theo thập kỷ. Vâng, thế vậy anh chị muốn chọn mình ở cái tư duy tầm nhìn như thế nào thì đó chính là quyết định lên cái tài sản của anh chị. Vâng, người giàu thì tư duy theo năm, và người siêu giàu thì tư duy theo thập kỷ. Đây là một cái tư duy rất là quan trọng. Từ nghĩ dài của người giàu thì trong cái tư duy nghĩ dài thì nó gồm có bốn nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ nhất là ngay cái việc xây dựng mối quan hệ của người giàu là người ta cũng xây dựng có tầm nhìn, có chiến lược. Vâng, để có những mối quan hệ chất lượng thì họ phải bỏ thời gian công sức ra để chăm sóc, để xây dựng những mối quan hệ chất lượng đó. Những mối quan hệ chất lượng là những mối quan hệ với những người tích cực, những người giàu có, những người thành đạt, những người thành công. Thì những mối quan hệ đó không phải một sớm một chiều có được, mà người ta phải xây dựng nó cả một khoảng thời gian đầu tư công sức chăm sóc nó thì mới có được những mối quan hệ tuyệt vời. Vâng, để có những mối quan hệ đó thì họ cần phải chăm bón, có thể là theo năm, có thể là nhiều hơn nữa. Và để có những mối quan hệ như vậy thì không những xuất phát từ những cái tình cảm chân tình, những cái xuất phát từ những cái tình cảm từ trong trái tim, và người ta đến với nhau bằng những quan hệ hết sức là chân thực. Họ giúp nhau, họ cùng xây dựng để trở nên những cái mối quan hệ tích cực hơn nhiều. Cái thứ hai là cái tầm nhìn của người giàu, đó là tầm nhìn về mặt sức khỏe. Trong sức khỏe thì nó có hai mục, đó là xây dựng cái thể lực, sức khỏe về thể lực và sức khỏe về tâm trí. Để có một cái sức khỏe về thể lực thì những người thành công họ phải tập luyện, rèn luyện bản thân mình, sau đó là có những cái hành động là tập luyện để vượt ngưỡng của bản thân lên. Chính vì thế cho nên họ tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, chứ không phải là một tuần tập 1-2 buổi. Họ tập bất kỳ đâu, họ đi làm ở đâu, họ du lịch ở đâu, họ vẫn không quên cái thói quen là tập thể dục vào buổi sáng hoặc tập thể dục vào những cái thời gian thích hợp trong ngày. Vâng, đấy là một trong những cái bí kíp để giúp cho họ có những cái thể lực sung mãn để có thể thực thi được tất cả những cái nhiệm vụ, thực thi tất cả những cái chiến lược giúp cho họ có được nhiều tài sản hơn. Cái thứ hai là họ liên tục cập nhật những kiến thức, những tư duy và học hỏi của những kiến thức của những người thành công hơn, đó là sức khỏe về tri thức. Vâng, sức khỏe về tri thức rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không chuẩn bị về tri thức thì có những lúc cơ hội tới chúng ta cũng không biết được rằng đó là cơ hội. Và khi chúng ta không biết được đó là cơ hội thì làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được những cái cơ hội đó trở thành tài sản được, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là để mà có được cái sức khỏe tri thức thì việc của chúng ta là gì? Việc chúng ta là cần phải đọc sách, việc của chúng ta cần phải cập nhật tri thức, việc của chúng ta cần phải học hỏi, việc của chúng ta là cần phải làm lớn mình lên mỗi ngày. Vâng, đó là một cái tư duy rất là quan trọng. Nội dung thứ hai trong cái nghĩ dài của người giàu đó là gì? Chuẩn bị nền tảng thể lực, cả một lộ trình, đúng không ạ? Cần phải có một lộ trình chuẩn bị sức khỏe về thể lực, chuẩn bị sức khỏe về trí tuệ. Đó là hai cái nội dung rất là quan trọng trong vấn đề chuẩn bị về sức khỏe. Đến sang cái nội dung thứ ba là họ luôn chăm sóc cho mình một cái đời sống tinh thần rất là phong phú, đời sống tinh thần của mình rất là tràn đầy những nhiệt huyết, tràn đầy những cái đam mê, tràn đầy những cái hứng khởi. Vâng, bạn hãy tưởng tượng điều này. Nếu như mà các bạn yêu thích, đam mê một công việc gì đó và bạn có thể làm hàng ngày, hàng giờ, hàng nhiều ngày, hàng nhiều giờ trên công việc đó mà bạn không cảm thấy nhàm chán, lúc nào cũng tràn đầy những sáng tạo, lúc nào cũng tràn đầy những cái nhiệt huyết, năng lượng, thì các bạn hãy chuyển nó, cái đam mê đó trở thành một công việc kinh doanh.
chuyển nó thành một công việc đầu tư, giúp cho bạn có thể kiếm tiền, giúp cho bạn có thể tạo ra một cái kênh thu nhập trên chính cái đam mê của mình, thì đó là một trong những cái công việc vô cùng tuyệt vời. Bởi vì lúc đó bạn được làm những cái thứ bạn thích, mà cái thứ bạn thích nó lại tạo ra tiền, tạo ra tài sản, thì nó lại vô cùng tuyệt vời hơn nữa. Được chưa ạ? Sang cái nội dung thứ ba, đó là gì? Người giàu thì họ liên tục có những cái bản kế hoạch tài chính dài hạn. Vâng, các bạn hãy comment xuống dưới video này là nội dung thứ ba là bản kế hoạch dài hạn, bản kế hoạch tài chính dài hạn. Vâng, bản kế hoạch tài chính ở đây là gì? Thứ nhất là bản kế hoạch tài chính cho chính mình. Bạn làm bao nhiêu lâu nữa bạn muốn mình được tự do hoàn toàn? Bạn xây dựng cái sự nghiệp cho mình, xây dựng cái nguồn thu nhập cho mình bao nhiêu năm nữa? Có thể là 5 năm tới, hoặc là 6 năm tới, hoặc là 7 năm tới, hoặc là 10 năm tới bạn sẽ có được một cuộc sống tự do hoàn toàn. Bạn muốn có làm được điều vậy thì bạn phải cần xây dựng cho mình một cái kế hoạch, một cái tầm nhìn 5 năm tới, 6 năm tới, 7 năm tới hoặc 10 năm tới để bạn đạt được tự do tài chính hoàn toàn. Thì chính vì vậy bạn phải cần phải có một kế hoạch. Cái kế hoạch thứ hai cho bản mục tiêu tài chính đó là gì? Con cái của bạn ngày một lớn lên. Chính vì thế cho nên bạn cần phải có một bản kế hoạch tài chính cho chính con em của mình. Để gì? Khi con em của bạn học hết phổ thông, là lúc đó các cháu bước vào đại học, thì các bạn phải cần phải có một nguồn tài chính để phục vụ cho con em mình thực hiện ước mơ học ở những ngôi trường mà chúng mong muốn. Và cái bản tài chính thứ ba đó là bản tài chính dành cho cha mẹ, dành cho người đã sinh thành nhà chúng ta. Ở cha mẹ chúng ta thì ngày một tuổi ngày một cao lên, và cần phải có những dịch vụ y tế, cần có những dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe hoàn hảo. Chính vì vậy cho nên ngay từ ngày hôm nay, ngay hôm nay bạn phải xây dựng cho ba mẹ mình một cái bản kế hoạch. Và những ba cái bản đó là bản thân mình phải thực hiện, đúng không ạ? Bản thứ nhất là cho chính mình, là bản kế hoạch cho mình một khoảng thời gian tới 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm hoặc 10 năm cho mình tự do hoàn toàn, và mình phải xây dựng cái bản kế hoạch này. Bản kế hoạch thứ hai là bản kế hoạch tài chính cho con mình. Sau từ bây giờ con mình là 5 tuổi, 7 tuổi đến năm 18 tuổi, con mình bắt đầu bước chân vào một trường đại học. Có thể các con muốn đi du học, và có thể học ở trong nước, có thể du học. Và việc của mình phải có một cái nguồn tài chính để đảm bảo cho cái việc học của các con, để các con xây dựng ước mơ. Và cái bản kế hoạch thứ ba, bản kế hoạch dài hạn thứ ba, đó là bản kế hoạch tài chính dành cho bố mẹ sinh thành nhà chúng ta. Bố mẹ bên nội, bố mẹ bên ngoại, đúng không ạ? Gọi là bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ. Đó là cái bản kế hoạch để chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ khi bố mẹ ở tuổi già, cần những dịch vụ y tế, cần những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời hơn nữa. Vâng, ba bản kế hoạch này là ba bản kế hoạch mà chúng ta phải thực thi ngay ngày hôm nay. Vâng, nếu bạn đang tìm kiếm những cái con đường để mong muốn thực thi ba bản kế hoạch đó sớm trở thành hiện thực, thì hãy tìm ở phía dưới video này các đường link đăng ký nó. Phạm Thành Biên sẽ dành tặng bạn 300 video để các bạn có thể gì học từng bước một để chuyển những cái kiến thức của Phạm Thành Biên từ trong các video đó nhanh chóng chuyển thành những cái cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư, tạo cho mình các kênh thu nhập thứ hai, thứ ba để sớm thực thi được ba cái bản kế hoạch đó. Vâng, hãy đăng ký ngay kênh của Phạm Thành Biên. Hãy tìm đường link ở ngay phía dưới video này, đăng ký vào, điền vào form, và Phạm Thành Biên sẽ gửi lại cho các bạn 300 video. Thông qua 300 video đó, bạn hoàn toàn có thể học được rất là nhiều các tư duy, kỹ năng xây dựng đội nhóm, kỹ năng, tư duy để chúng ta xây dựng những cái kênh thu nhập tiếp theo, sớm thực hiện được các cái kế hoạch, các cái mục tiêu tài chính trong tương lai. Hãy đăng ký ngay vào kênh của tôi. Kích vào nút chuông đăng ký để khi tôi đăng video mới lên kênh YouTube, bạn hoàn toàn bạn có thể thấy ngay được kênh của tôi, video của tôi để xem ngay lập tức. Hãy đăng ký ngay. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo.